Ên xui. Hồn ai nấy giữ nha. Cảm ơn. Cảm ơn cậu tiện. Bây giờ là cổ nhà, cổ nhà sẽ mời mời quyền lưng
trời. Hãy lưu giữ con nhan chúc mộng mị trong đời. Rồi mai đây anh sẽ ra đi vĩnh viễn. Em ơi rừng đăng trình tấm tiền một lần thôi. Em hãy lưu giữ chút tình đơn mòn, đó gọi là niềm an ủi trẻ ra đi. Em hãy cho ta nhìn trọn một lần, một phần anh mà ta chắc chi trong thương nhớ anh thầm. Quanh đây đông với ta là kỷ niệm em đềm đã hằn sâu vào tâm nào. Từ gọt đá trồng cây cho đến bờ cỏ xanh mơn mởn kia là nơi mà đôi ta đã từng quấn quýt bên nhau. Nhưng giờ đây đối với người trời ơi nó hoàn toàn vô nghĩa. Bởi mũi đã có rồi, hình ảnh để nhớ để thương. Cũng như nguyên bình này, giờ đây đối với mũi chỉ còn là hình ảnh xa mờ. Mai đây, trên bước đời vô định tiếm cỏ đầu gành, anh vẫn mãi nhớ về em và nguyện rằng trọn cả cuộc đời cao nguyên bình yêu chỉ có em thôi. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Cảnh rất nhiều. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin tôi cũng được chân thành gửi đến toàn thể chi liệt gì đang có mặt trong hôm nay với lời chân thành biết ơn trân trọng và nguyện suy ghi nhớ mãi trong tâm khảm trong cuộc đời làm nghệ nhân hơn nửa thế kỷ qua để được quý vị dịu vui đến ngày nay vẫn còn đứng trước quý vị để gửi đến quý vị những lời nói chân thành mộc mạc, những lời nói tận đáy tim mình và những câu ca tiếng hát mà quý vị đã từng thưởng lãm nghe qua vẫn được quý vị nuôi dưỡng nó. Ước mong quý vị đừng bỏ qua tất cả các anh em nghệ sĩ chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng quý vị là những bậc cha anh luôn luôn hậu thuẫn sau chúng tôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Cảnh. Cảm ơn anh. Một lần nữa rất là cảm ơn Hoàng Cương. Dạ. Ta chúc cho nhau những gì tốt đẹp.